mừng các bạn đến với chương trình tư vấn du học Singapore cùng công ty Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chương trình O-Level và tìm trường có đào tạo chương trình này tại Singapore. Thì O-Level là kỳ thi được tổ chức bởi Bộ Giáo dục Singapore. Tại Singapore thì chứng chỉ O-Level là điều kiện tiên quyết cho việc xét tuyển vào 5 trường cao đẳng công lập và các trường dự bị đại học công lập. Đối tượng tham gia kỳ thi O-Level là học sinh từ 15 tuổi trở lên. Đối với học sinh Việt Nam, sau khi học hết lớp 10 hoặc là hết lớp 11 trở lên, các em có thể tham gia kỳ thi này vì cơ hội thành công sẽ cao hơn rất nhiều so với học sinh mới học cấp 2 là học sinh học hết lớp 9. Và trường mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu với các bạn để luyện O-Level là Học viện EOC Singapore. Học viện EOC Singapore là một trong những trường hàng đầu tại Singapore, được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp danh tiếng trong khu vực châu Á, với mục tiêu đào tạo nên đội ngũ các nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc. Học viện EOC thì luôn đồng hành cùng sinh viên trong quá trình tìm kiếm cho kho tàng kiến thức. Và trường thì tự hào với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục. Năm 2014 thì Học viện EOC đã chuyển sang cơ sở mới có vị trí ngay trung tâm của Singapore với các phòng học tiện nghi, phòng tập thể thao nằm trong khuôn viên của trường. Kết quả khảo sát của Job Central năm 2013 thì có đến 96,4% sinh viên của trường tìm được việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp. Và tìm hiểu thêm thông tin về trường thì bạn có thể truy cập website là tondaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và điều kiện để học chương trình O-Level tại EOC là hoàn tất chương trình lớp 9 tại Việt Nam, trình độ Anh ngữ tương đương là IELTS 4.5 từ 16 đến 25 tuổi. Và các môn thi phổ biến của học sinh Việt Nam trong kỳ thi O-Level tại Singapore là có tiếng Anh, toán cơ bản, toán nâng cao, lý, hóa kết hợp, địa lý, các nguyên tắc kế toán. Và để có kết quả cao trong kỳ thi O-Level thì học sinh Việt Nam nên tham gia một khóa luyện thi O-Level tại Singapore nhằm tập làm quen dần với các dạng đề thi và cách thức làm bài thi. Hơn nữa thì tiếng Anh là điều cần thiết cho du học sinh. Và ngày nay thì du học Singapore đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn học sinh Việt Nam bởi nhiều lý do. Đó là không chứng minh tài chính, điều kiện nhập học dễ dàng, không cần điểm tiếng Anh, IELTS hay là TOEFL. Học sinh có thể bắt đầu các chương trình học ngay khi kết thúc lớp 9. Nhiều ngành học đa dạng để lựa chọn và kỳ nhập học linh hoạt. Bằng cấp nhận được là của quốc tế, của Anh, Úc hoặc là Mỹ. Với nhiều suất học bổng như cơ hội việc làm sau khi ra trường, dễ dàng để cha mẹ có thể sang thăm con mà không cần phải xin visa. Và để được hướng dẫn thủ tục du học Singapore thì vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Xin chào các bạn, tôi là Hồng Ly, chuyên viên tư vấn của công ty du học quốc tế Tân Đại Dương. Thì du học Singapore hiện nay đang là điểm đến của hầu hết các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam bởi vì du học Singapore đang có rất là nhiều ưu điểm để mà chọn lựa. Thì lý do thứ nhất đó là cái chi phí du học hợp lý, bằng cấp quốc tế thì cái thời gian học ngắn cũng như linh hoạt sẽ giúp rất nhiều cho sinh viên Việt Nam. Thì trong cái chương trình gặp gỡ hôm nay thì có sự góp mặt của anh Kevin đến từ đại diện của trường EAC Singapore. Thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với Tân Đại Dương sẽ giải đáp cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế khi mà các bạn có ý định du học Singapore. Nếu mà các bạn có ý định du học Singapore thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với chúng ta chia sẻ để có thêm một cái sự lựa chọn cho riêng mình. Thì chào anh Kevin. Dạ. Thì anh có thể là chia sẻ với các bạn học sinh Việt Nam là về cái thế mạnh của trường EAC hiện nay là như thế nào? Trường EAC thì có một cái cơ bản khá là khác so với các trường khác là ngoài về chương trình đào tạo chính, về chất lượng đào tạo khá là tốt, được kiểm định qua Bộ Giáo dục của Sing về thương hiệu, cũng về thương hiệu đào tạo là về EduTrust, thì EAC là một trong 9 trường đầu tiên đạt được danh hiệu này. Và cái khác đặc biệt đó là trường EIC được thành lập bởi một cái nhà triệu phú trẻ, ông thành công về nhà quản lý kinh doanh. Vì thế là trường EIC của chúng tôi cũng mạnh về nhà quản lý kinh doanh là chính. Thì trong quản lý kinh doanh đó, thì trường ba chia làm ba cái ngành nhỏ, đó là quản lý doanh nghiệp, nhà khách sạn và tài chính ngân hàng. Riêng về chuyên ngành về khách sạn đó, thì trường có cái đặc biệt đó, là bên phía tập đoàn của chúng tôi đó, là tập đoàn EIC thì có sở hữu riêng một cái khách sạn tên là Peak Hotel. Thì đây là một cái cơ hội cho các bạn sinh viên. Qua cái sự giới thiệu của anh mình thì thực sự thì các bạn cũng muốn đi du học ở EAC mà đặc biệt là cái chuyên ngành du lịch khách sạn, bởi vì theo anh mình chia sẻ thì hiện tại bên tập đoàn EAC có cái cam
đúng không các bạn? Thì nhưng mà về vấn đề Anh văn ở đây thì các bạn sinh viên Việt Nam là một cái điểm yếu, bởi vì sinh viên Việt Nam thì khó để có IELTS. Thì không biết mà khi mà sinh viên có ý định mà muốn học tại UC thì có yêu cầu IELTS không ạ? Chương trình tiếng Anh đó thì nhà trường có riêng khóa tiếng Anh để dành cho các bạn sinh viên chưa có đủ điều kiện Anh văn đầu vào. Riêng về khóa tiếng Anh đó thì nhà trường có 4 cấp độ, cấp độ dự bị, cơ bản, trung cấp và cao cấp. Các bạn sẽ được kiểm tra Anh văn đầu vào để xác định trình độ của mình là có cấp độ nào. Đối với những bạn mà ví dụ như là trình độ chỉ là sơ cấp thôi thì các bạn sẽ học từ sơ cấp đến cao cấp, thì tổng thời gian hoàn tất của khóa học thì khá là ngắn, chỉ mất khoảng thời gian là 8 tháng thôi. Dạ, thì nếu mà các bạn mà chưa có IELTS thì các bạn cũng có thể dễ dàng tham gia cái chương trình học tại UC Singapore từ sơ cấp cho tới là cao cấp. Thì về cái vấn đề ở đây là các bạn khi tốt nghiệp lớp 12 thì nhiều bạn có ý định là muốn nâng cao lên cái chương trình học cao đẳng hoặc là đại học, và sau cái chương trình đại học đó lại muốn nâng cao lên thạc sĩ, thì cái chương trình đó ở UC như thế nào? Sau khi các bạn hoàn tất khóa tiếng Anh tại nhà trường, hoặc là những bạn nào đã có điểm IELTS Việt Nam là 5.5 sẵn thì các bạn sẽ được vào khóa chương trình tiếp theo là cao đẳng nâng cao. Thì thời gian của khóa học cao đẳng nâng cao thì mất thời gian là 20 tháng. Hoàn tất khóa học này các bạn sẽ được chuyển tiếp lên chương trình năm cuối cử nhân là học 12 tháng nữa. Thì như vậy thì năm cao đẳng nâng cao là mất 20 tháng và năm cuối cử nhân là 12 tháng, thì tổng cộng là 32 tháng, tức là khoảng 2 năm rưỡi là các bạn đã nhận được bằng đại học tại Singapore. Nếu các bạn nào vẫn muốn tiếp tục học tiếp lên thạc sĩ thì các bạn sẽ tốn thêm thời gian là 1 năm rưỡi nữa. Thì nếu mà các bạn muốn nâng cao về lĩnh vực là về cái chuyên ngành MBA thạc sĩ tại Singapore thì các bạn cũng có thể học tại ESC, đào tạo cũng là rất là nhiều chuyên ngành đúng không anh? Thì các bạn sẽ có nhiều cái sự lựa chọn ở chương trình thạc sĩ. Thì không biết là ở các bạn Việt Nam thì thường chọn cái chuyên ngành nào nhiều nhất tại ESC thưa mình? Về chuyên ngành thì theo mình thấy thì đa số các bạn khi chọn học ở EIC thì các bạn sẽ chọn về học môn quản trị kinh doanh, sau đó thì tới du lịch khách sạn và tới tài chính ngân hàng. Thì cảm ơn cái sự chia sẻ của anh Bình hôm nay để giúp cho chúng ta có một cái sự lựa chọn cho bản thân mình ở cái hướng đi là du học tại Singapore. Thì để chi tiết hơn các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của EAC Singapore tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương, hoặc là truy cập vào website tân.edu.vn để tham khảo chi tiết về học phí cũng như là những cái chương trình mới nhất tại EAC Singapore. Xin cảm ơn.